Xin kính chào tất cả quý vị khán giả, các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin này hữu ích, nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cùng với nhau chia sẻ về tin tức và hình ảnh của nghệ sĩ Tấn Bèo. Tại sao trong hình như là cả năm nay chúng ta ít có thấy những cái video, những cái clip hài của Tấn Bèo nữa? Vì sao như vậy? Tấn Bèo giống như là một cái gì đó tự nhiên bốc khối đi hết trơn. Để lại một chút xíu thắc mắc cho khán giả rất nhiều. Tấn Bèo thì tên thật là Tấn Danh, năm nay cũng 59 tuổi, xuất thân từ gia đình nghệ thuật cải lương, nhưng anh ấy lấn sân qua hài và có duyên với hài. Cái chất hài của Tấn Bèo nó duyên dáng vì cái lối nói chuyện nó mộc mạc, chân phương. Nó làm cho khán giả cuốn hút theo những cái lời nói, những cái nhấn nhá của Tấn Bèo, nhất là cái vở hài mà chúng ta ai nấy đều biết hết, đó là Lên Chùa Bán Nhang đó quý vị. Vâng, thì hôm nay mình cùng với nhau chia sẻ về hình ảnh của Tấn Bèo nha. Ngồi giúp cơm trong một cơ sở chữa bệnh được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Trong clip, nam danh hài đang ngồi ăn tại một cơ sở điều trị bệnh, chuyên châm cứu tai biến, thoát vị đĩa đệm. Tấn Bèo ăn vận đơn giản, ngồi ăn. Thấy Tấn Bèo cái gương mặt đó các bạn, có vẻ giống như là khờ khờ vậy các bạn, ốm, và có nhiều câu hỏi khi mà chúng ta nghe người hỏi Tấn Bèo cứ lơ đơ nè, giống như là người chưa có hoàn toàn tỉnh hay gì kia nọ đó. Thì tại sao là như vậy thì bây giờ chúng ta cùng với nhau chia sẻ nha. Nghệ sĩ Tấn Bèo bị đột quỵ đấy các bạn, mà chúng ta lâu nay đâu có biết đâu, gia đình của Tấn Bèo cũng giấu hết. Gia đình cho biết nghệ sĩ Tấn Bèo bị đột quỵ não, đột quỵ não nha. Hơn một năm qua đang trong cái thời gian mà quá trình hồi phục lại. Thời gian qua thì mạng xã hội xôn xao với cái đoạn clip mà nghệ sĩ Tấn Bèo ăn cơm tại một cơ sở y tế chuyên châm cứu điều trị tai biến và thoát vị đĩa đệm. Trong clip, anh gầy guộc. Mỗi hành động từ trò chuyện đến xúc cơm đều rất là khó khăn. Một tài khoản TikTok đăng clip được cho là của một nhân viên làm việc tại cơ sở này. Sau đó đoạn clip biến mất trên kênh gốc nhưng lan truyền mạnh nhiều cái nền tảng mạng xã hội. Khi phóng viên của tờ báo Việt Nam Đặt Nét liên hệ, nguồn tin gia đình xin giấu tên đã cho biết nghệ sĩ Tấn Bèo bị đột quỵ não tại nhà riêng cách đây hơn một năm rồi. Nhờ được gia đình phát hiện kịp thời, anh đã qua cái thời gian mà nguy kịch, sau đó tiếp nhận điều trị và tập vật lý điều trị để hồi phục cái chức năng tại một cơ sở ở Bình Dương. Và từ đó cho đến nay, anh không sử dụng điện thoại hoặc là mạng xã hội gì hết. Vợ Tấn Bèo chủ trương giữ kín tình trạng của chồng vì sợ thị phi. Ngoài ra, chị hiểu sự tự trọng của chồng, biết anh không muốn lộ tin bệnh tật, hình ảnh tiều tụy trước khán giả. Nhiều đồng nghiệp thân thiết đến thăm, gia đình đều đề nghị không chụp ảnh, quay clip hay chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Trước khi bị đột quỵ, vào tháng 3 năm 2023, Tấn Bèo còn bị ngã cầu thang, rơi tự do khoảng 10 bậc rồi bất tỉnh. Cú ngã gây chấn thương phần mềm khiến anh đau nhức phần lưng, hông, ngồi nằm khó khăn. Lúc đó Tấn Bèo cho biết không có vào viện kiểm tra vì thấy là không có cần thiết. Nghệ sĩ Tấn Bèo tên thật là Tấn Danh, 59 tuổi, con trai của nghệ sĩ giọng cổ Tấn Tài, xuất thân từ cải lương giữa thập niên 1990, chuyển sang diễn hài trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của làng. Theo như một bản tin khác trước đó thì nghệ sĩ hài Tấn Bèo đã bị ngã cầu thang, lưng và hông đã bị chấn thương. Tấn Bèo nằm bất tỉnh sau khi ngã, con trai anh phát hiện đã kịp thời sơ cứu. Chia sẻ với tờ báo Việt Nam Đặt Nét, nghệ sĩ Tấn Bèo cho biết vừa bị ngã cầu,
Anh vừa bước xuống cầu thang thì bị hụt chân trượt hơn khoảng 10 bậc luôn. Khoảng cỡ tầm 2,5 cho đến 3 mét xuống sàn nhà, nghệ sĩ bị va đập nhiều điểm trên cơ thể, nhất là phần lưng và hông của mình. Đối với lại một người lớn tuổi U60 các bạn mà bị té cầu thang hoặc là trượt té như vậy nó rất là nguy hiểm về xương các bạn ha. Nó lâu lành lắm. Các bạn cũng biết mà, cả tuổi như chúng ta trung niên nè, sáng sớm là đau khuỷu tay, đau khuỷu chân, rồi chân tay nó không có hoạt động mà linh hoạt như ngày trước nữa. Và khi mà có bị chấn thương gì nó lại rất là lâu lành. Sau khi ngã cầu thang, Tấn Bê bất tỉnh tạm thời, con trai là Tấn Lộc nghe tiếng động lớn nên chạy vào đỡ anh dậy và sơ cứu. Dù đau nhiều, nghệ sĩ từ chối vào bệnh viện vì rất là sợ nhập viện. Có một số người lạ lắm, cái gì cũng dám làm nha, nhưng mà sợ chích rồi sợ nhập viện. Thì Tấn Bèo cũng là một người sợ những cái việc đó. Hai ngày sau, cả người anh đau nhức, phần hông và hạ sườn bị bầm, sưng. Tấn Bèo ở nhà nghỉ ngơi, nhờ vợ và con mua thuốc giảm đau về uống mà thôi. Hiện tại tôi cử động mạnh là người đau thốn. Tôi luôn quan sát tình trạng của bản thân, nếu đau nặng hơn sẽ vào viện kiểm tra ngay. Tấn Bèo cho hay là như thế. Nghệ sĩ nói thêm, việc đăng ảnh trên trang cá nhân chỉ nhằm mục đích thông báo, chia sẻ với người thân, khán giả quan tâm mình. Và Tấn Bèo còn nói thêm, đây chỉ là tai nạn nhỏ, tôi vẫn sẽ thu xếp tham gia vào các công việc đã nhận trước đó để không ảnh hưởng đến tiến độ chung của ekip của chương trình. Nghệ sĩ Tấn Bèo tên thật là Tấn Danh, sinh năm 1965, con trai của nghệ sĩ cải lương Hoàng đế Đĩa Nhựa. Tấn Tài năm 1996, cải lương xuống dốc. Tấn Bèo cùng em ruột là Tấn Bo và nghệ sĩ Mỹ Chi lập nhóm hài, sau đó hai anh em tách nhau hoạt động solo. Năm 2003, Tấn Bèo và Tấn Bo đoạt giải diễn viên nhóm hài xuất sắc nhất tại Gala Cười. Tấn Bèo cũng đoạt giải nam diễn viên hài xuất sắc của Mai Vàng năm 2003. Anh còn tham gia các phim điện ảnh, truyền hình như Khi Đàn Ông Có Bầu, Võ Lâm Truyền Kỳ, Mùi Ngò Gai. Vâng, kính thưa quý vị, đó là những tin tức về nghệ sĩ Tấn Bèo gần đây nhất và trước đó. Trước đó thì Tấn Bèo bị té ngã từ trên cầu thang xuống như vậy mà không đi bệnh viện. Tôi nghĩ rằng đó cũng có thể ảnh hưởng cho sự mà đột quỵ vừa rồi của Tấn Bèo. Phải nói rằng nhìn coi cái video clip mà Tấn Bèo ăn uống đó các bạn, gương mặt thì hốc hác, gầy, không còn linh hoạt nữa. Ngày xưa các bạn biết mỗi lần khi nói chuyện Tấn Bèo hay hài hước, rồi pha trò rất là linh hoạt tay chân, nhưng mà bây giờ thấy có vẻ như chậm chạp, có vẻ như nói một cách khác là giống như là lờ đờ khờ khờ vậy các bạn. Họ tôi thấy người ấy, người cái người quay phim á, hỏi Tấn Bèo thì Tấn Bèo chỉ là gì vậy thôi, chứ nó không có được mà linh hoạt giống như một người nghệ sĩ hài như ngày trước. Lúc trước thì chúng ta hay thấy Tấn Bèo đi chung với lại Khương Dừa nè. Một năm về trước các bạn thì Tấn Bèo hay đi chung với Bảo Chung, Khương Dừa này khi nọ, rồi Dũng Nhí, đi quay những cái tạp kỹ hoặc là những cái phim ngắn ngắn, những cái clip hài vui vui. Hèn chi gần cái năm nay mình không thấy Tấn Bèo ở trong Ngôi Sao Miệt Vườn. Tại mình cũng thắc mắc là Ngôi Sao Miệt Vườn của Khương Dừa thành lập ra cũng chưa gần một năm vậy hả? Tuy rằng là có ba mùa nhưng mà cái chỗ mà Bình Chánh nó lập ra thì mình nghĩ rằng chưa tới năm đâu hả. Mà trước đó thì quay clip, rồi quay tập kỹ, rồi đóng hài này kia nọ, rất thân với nhau. Mà tại sao mà từ hồi mở đến giờ không thấy Tấn Bèo ở trong cái Ngôi Sao Miệt Vườn? Thì ra là Tấn Bèo bị đột quỵ như vậy. Mong cho nghệ sĩ Tấn Bèo sớm được bình phục.
để trở về sân khấu, tại vì nghệ sĩ người ta rất nhớ sân khấu, khi người ta không được bước chân lên nhìn bạn diễn của mình thì rất là buồn lắm các bạn, nhớ sân khấu, nhớ khán giả lắm. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ ha, về tin tức của nghệ sĩ Tấn Bell. Xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin hữu ích, nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh nhé. Xin chào ạ.